Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học nhạc lý cơ bản và thực hành. Và trong bài học số 4, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về vị trí 7 nốt nhạc trên khuôn nhạc. Các nốt nhạc của chúng ta được ký hiệu bằng 7 chữ cái. Đó. Và các nốt nhạc của chúng ta sẽ được sắp xếp theo thứ tự là đồ, re, mi, fa, son, la và si. Đó, 7 nốt nhạc. Đây là thứ tự đi từ thấp tới cao, có nghĩa là nốt đồ sẽ thấp hơn nốt re thấp hơn nốt mi, mi thấp hơn fa, fa thấp hơn son, son thấp hơn la và la thấp hơn si. Đó. Và tương ứng với 7 nốt nhạc, chúng ta sẽ có 7 ký hiệu. Ở đây thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một chút. Nếu như mình không viết theo thứ tự là đồ, re, mi, fa, son, la, si mà mình viết theo thứ tự bắt đầu từ nốt la thì khi đó mình sẽ có là la, si, đô, re, mi, fa và son. La này, si, đô, rê, mi, fa, son. Đó. Thì khi mình viết theo thứ tự bắt đầu từ nốt la thì các bạn để ý phần ký hiệu của các nốt. Các bạn sẽ thấy là các ký hiệu giống như bảng chữ cái A, B, C, D, E, F và G. Đó. Thì đây là mình sẽ chia sẻ thêm với các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ vào phần chính của bài học là vị trí 7 nốt nhạc trên khuôn nhạc. Ở trong những bài học trước thì chúng ta đã học về khuôn nhạc này, chúng ta đã học về khóa son và chúng ta đã học cách xác định được nốt son từ khóa son. Đó. Ở đây là mình đã có 5 dòng kẻ 1 2 3 4 5 và 4 khe 1 2 3 4. Lúc nãy thì chúng ta đã học về 7 nốt nhạc. Đồ, re, mi, fa, son, la và si. Đó. Thì nốt son của chúng ta đây thì trên khuôn nhạc nó chính là cái nốt son này, chúng ta đã học rồi. Và trong bài học này chúng ta sẽ xác định các nốt nhạc còn lại từ nốt son. Rồi ok, đầu tiên là các bạn chú ý nốt son của chúng ta đang nằm ở đường kẻ số 2. Bây giờ mình sẽ xác định vị trí của nốt fa. Thì các bạn sẽ thấy là đồ re mi fa son la si là chúng ta đang đi theo thứ tự âm thanh từ thấp cho đến cao. Đó, như vậy thì nốt fa thấp hơn nốt son. Và nốt fa là nốt liền bậc với nốt son cho nên là nốt son của chúng ta này đang nằm ở đường kẻ số 2. Chúng ta chỉ cần dịch chuyển xuống dưới, xuống cái khe số 1 là chúng ta sẽ có nốt fa. Đó. Từ đường kẻ chúng ta dịch chuyển xuống khe bên dưới là chúng ta sẽ có cái nốt fa ở bên dưới đây. Đó. Fa thấp hơn son thì fa sẽ phải nằm bên dưới son này. Rồi, tương tự như vậy, nốt fa chúng ta lại tìm nốt mi thì chúng ta lại dịch tiếp từ khe chúng ta dịch xuống cái dòng kẻ này, dòng kẻ số 1 chúng ta sẽ có nốt mi. Tiếp tục từ nốt mi chúng ta lại dịch xuống nữa thì chúng ta sẽ có nốt rê. Và từ nốt rê chúng ta tiếp tục dịch xuống chúng ta sẽ có nốt đồ. Đó. Ở đây thì các bạn chú ý là nốt đồ của chúng ta nó sẽ có một cái đường kẻ riêng, đây gọi là đường kẻ phụ. Đó. Thì cái này chúng ta sẽ học sau. Nốt rê của chúng ta cũng đang nằm ở khe phụ này. Đấy, cái chỗ này nó là khe phụ thì chúng ta cũng sẽ tìm hiểu kỹ về sau. Và bây giờ tiếp tục chúng ta xác định nốt la. Nốt son của chúng ta này đang là đường kẻ số 2. Bây giờ nốt la là cái nốt cao hơn nốt son thì chúng ta chỉ việc dịch lên cái khe số 2 là chúng ta sẽ có nốt la. Đó. Rồi nốt la chúng ta lại dịch tiếp lên đường kẻ số 3 chúng ta sẽ có nốt si. Đấy, à. Như vậy thì mình đã có các nốt nhạc này, đồ, re, mi, fa, son, la, si. Nốt đồ thấp nhất nằm ở dưới này, nốt si cao nhất nằm bên trên này. Đó. Và ở đây thì có một cái lưu ý là trong phần đầu của khóa học các bạn chỉ cần học cho mình 5 nốt này thôi. Đồ, re, mi, fa và son thôi. Bởi vì là chỉ với 5 nốt nhạc này chúng ta đã có rất là nhiều bài thực hành. Chúng ta sẽ thực hành 5 nốt này cho thật thuộc để sau này khi mà chúng ta học thêm nốt la, nốt si hay là còn một số các cái nốt khác cao hơn nữa hoặc là thấp hơn nữa, chúng ta sẽ không bị nhầm lẫn bởi vì chúng ta đã nắm chắc 5 cái nốt này rồi. Và tóm gọn lại nội dung của bài học ngày hôm nay thì các bạn chỉ cần nhớ cho mình là chúng ta sẽ học 5 nốt đồ, re, mi, fa, son. Đó, và ký hiệu của 5 nốt C, D, E, F, G. Đấy. Và ở đây là vị trí trên khuôn nhạc của 5 nốt đồ, re, mi, fa, son. Các bạn học thuộc cho mình cái hình này. Và các bạn lưu ý là bài tập trắc nghiệm mình đăng ở trong group học guitarpro.com thì các bạn nhớ tham gia vào group để chúng ta làm các cái bài tập trắc nghiệm giúp cho các bạn nhớ các cái nốt nhạc nhanh hơn, thực hành nhiều hơn. Ok, và nội dung của bài học ngày hôm nay thì đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở trong những bài học sau. Xin chào.